Đây mình mua loa bên Thuận nha. Mua loa bên Thuận mới 2 ngày về là đã có dơi rồi. 2 ngày về là dơi nó có vô rồi. Mua loa bên Thuận dơi 2 ngày có dơi về luôn. Nó về thì mới được ít thôi, nhưng mà lúc vậy là hiệu quả lắm rồi. Loa mình loa mua bên anh Thuận nha mọi người. Đây cái remote đây. Nói chung là mua bên anh Thuận thì anh chỉ rất là tận tình. Mới đầy 4 ngày thôi là dơi mình về được hơn 3 ký phân rồi nha mọi người. Nói chung là lúc đầu mình ra không kịp, chứ lúc đầu nó ra nhiều lắm. Đó, giờ này là nó ra gần hết rồi đó, đi ăn rồi đó. Đến giờ này là mình bật loa nha, mình bật cho biết đến mình để tới gần sáng luôn nha. Đó, loa anh Thuận đang kêu te 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 đó. Đây. Loa bên cạnh đây nha mọi người. Che cái đầu lại. Này đi ăn. Cái này mình hút phân rồi nha.